trên con đường xưa chung lần cuối, ngừng cười không nói cho lòng vẫn vương, rồi vòng tay cuối thăm hồi bóng em, những hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây, ngày mai với đôi ta lìa xa anh còn nhớ. Rồi, các bác đang theo dõi em test một chiếc Equa, quên mất em lại tắt nguồn. Em test một chiếc Equalizer Marang cho anh em xem. Đây là chiếc Marang 580. Chiếc này nó rất là đặc sắc. Đây là một trong những số ít dòng mà Equalizer người ta thiết kế 2.1. Bình thường chơi quay thì mình muốn chất tiếng hay thì mình phải chơi quay cơ. Đấy, mình muốn đẹp thì mình phải chơi quay số. Đấy, nhưng mà con này thì nó lại kết hợp được cả hai, tức là tiếng hay của một chiếc quay cơ. Đó, rõ ràng đây là một chiếc quay cơ. Đấy, một chiếc quay cơ cần gạt, mỗi bên 10 cần gạt chỉnh riêng cho từng vế. Đấy, và ở giữa nó lại có một cái quắc đèn led màu xanh cực kỳ đẹp, mặt phai vàng. Anh em có thể kết hợp với những dòng âm ly đời cao rất hay. Đấy, em này thì là hàng của Nhật, điện 100V các bác nhé. Với cái thiết kế này thì em cũng rất là thích, bởi vì khi mà nó chỉnh riêng cho từng vế ấy, thì nó rất là tiện lợi để trường hợp các bác chỉnh làm sao cho nó phù hợp với cái không gian nhà mình. Bởi vì thường là kê thì hai loa thì thường sẽ một bên là sẽ gọi là ngồi gần loa, còn một bên là sẽ ngồi xa. Mà bên ngồi gần mà ngồi gần mà đúng cái tầm loa tép thì nó sẽ hơi bị chói. Anh em có thể giảm tép của bên đấy liêng, tức là nó chỉnh riêng như này. Cái lợi cái đấy em thấy nó rất là lợi. Đó, và ngoài ra nữa thì nó thêm một cái nút chiết áp để tăng giảm cái mức đèn. Trường hợp buổi đêm trông như này thôi, buổi đêm mà các bác làm nghe nhạc mà ngủ mà cái đèn xanh nó dâng hết lên thì có thể nó sáng, nó chói mắt. Nhưng mà có cái chiết áp này các bác có thể giảm cái cường độ đó đi cũng được. Đó, chiếc này rất là đẹp các bác nhé. Màu vàng anh em kết hợp với những dòng đèn ông rất là tuyệt. Rồi, chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.